Bài F trị tuyệt đối x cộng 2 cộng trị tuyệt đối 2x trừ 1 bằng 7. Thì đây là bài toán liên quan về trị tuyệt đối. Các bạn nhớ đến kiến thức đó là trị tuyệt đối A bằng A nếu A lớn hơn bằng 0. Vậy thằng nào có số dương thì các bạn nhớ có thêm dấu bằng. Nghe kỹ nha. A là số dương thì có thêm dấu bằng. Các bạn nghe kỹ chỗ này để các bạn chút các bạn sẽ khó chọn trường hợp nè. Đó. Và gia trừ A nếu A là số âm nha. Số âm. Đó. Đây là số. Ở trên đây là số dương thì có dấu bằng. Còn đây là số âm thì không có dấu bằng. Rồi. Thì ta phân tích nè. Ta phân tích. X ta phân tích trong trị bằng 0. Đó, bằng 0 vậy tương đương x bằng trừ 2 chuyển vế đổi dấu. 2x trừ 1 bằng 0 vậy tương đương x bằng 1/2. Sau đó các bạn vẽ trục ra nè. Các bạn bước này quan trọng nha các bạn. Bước này rất quan trọng vẽ trục nè. Sau đó sắp xếp nghiệm nè. Trừ 2 1/2. Vậy ta có hai nghiệm thì chia cái trục này nè ra làm 3 phần. Phần thứ nhất nè là nhỏ x nhỏ hơn trừ 2. Phần thứ hai nè là x lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn 1/2. Phần thứ ba là x lớn hơn 1/2. Được chưa? Lỡ không nói ở đây là dấu bằng nha, có dấu bằng nha, để chút rồi các bạn sẽ hiểu lầm nha. Rồi bắt đầu nè. Thì ta viết lại cái viết lại trị tuyệt đối x cộng 2 nè và viết lại trị đối 2x trừ 1. Rồi, bắt đầu các bạn nhìn kỹ nha, các bạn quan sát kỹ nè, cái bước này quan trọng nè. Rồi, ở đây, từ đây tới đây, x nhỏ hơn trừ 2 thì ta lấy bao nhiêu ạ? Trừ 3 giúp đỡ, ta lấy trừ 3 đúng không ạ? Lấy trừ 3. Và thế trừ 3 vào đây, thì trừ 3 cộng 2 ra trừ 1 số âm thêm dấu trừ. Chốt chưa ạ? Hoặc các bạn để dấu trừ cũng được. Đó. Số âm thêm dấu trừ. Tiếp tục. Trừ 3 đã thế vào đây. Ra là trừ 7. Trừ 7 số âm thêm dấu trừ. Đó. Ở đây cũng là số âm. Tiếp tục. Lớn hơn trừ 2. Nhỏ hơn 1. Ta chọn một số đó là 0. Thế vào đây. 0 cộng 2 ra 2 số dương ra chính nó. Tiếp tục, 2x trừ 1 thế 0 vào ra trừ 1 số âm, ta ra trừ nó. Tiếp tục, lớn hơn x lớn hơn 1 phần 2, thì ta lấy số 1, thế vào đây ra 3 số dương, ra chỉnh nó. Tiếp tục, thế 1 vào đây ra bao nhiêu ạ? Ra là 1 số dương ra chỉnh nó. Bước này các bạn phải giỏi nè. Đó. Được chưa? Rồi, vậy là các bạn đã xác định được số âm, số dương của hai trị đối đó rồi. Giờ là bước tiếp theo là bước quan trọng nè, cẩn thận nha. Trường hợp 1. Đây, x nhỏ hơn trừ 2 thì ta có. Thì ta nhìn vào nè. Trị này là số gì ạ? Âm. Trị này là gì ạ? Số âm thì ta có là x cộng 2 nhỏ hơn 0. Đúng không ạ? Số âm nhỏ hơn 0. Tiếp tục 2x cộng 2x trừ 1 cũng là số âm nhỏ hơn 0. Các bạn cẩn thận nha. Ở đây đều là số âm. Nên các bạn không cần phải biết. Ở đây chắc chắn không có dấu bằng. Đó. Chỉ có số dương các bạn mới cẩn thận thôi, số âm thì các bạn làm bình thường.
Được chưa? Vậy số âm thì các bạn bỏ trị thêm dấu trừ, bỏ trị thêm dấu trừ bằng 7. Vậy là ta có trừ x cộng 2 trừ 2 2x trừ 1 bằng 7. Đúng không ạ? Sai nha, ở đây mình số 2 này không có nha các bạn. Rồi, bỏ ngoặc trong đổi dấu bằng 7. Sau đó các bạn tính cộng trừ nhân chia, vậy tương đương trừ 3x trừ 1 bằng 7. Thì các bạn giải ra về x bằng 8 phần trừ 8 phần 3. Trừ 8 phần 3 các bạn chuyển qua số thập phân xem coi có nhỏ hơn trừ 2 không ạ? À? Có nha các bạn. Nhận. Được chưa? Ok chưa? Tương tự trường hợp 2 nè. À, trường hợp 2 đó là x. Trường hợp 2 chỗ này nè các bạn. X lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 1 phần 2. Thì ta có nè. Ta có. Hàng này số gì à? Số dương. Thằng này số gì à? Số âm, vậy là x cộng 2 lớn hơn 0 và 2x trừ 1 nhỏ hơn 0. Đây số dương nè, lớn hơn 0, số âm nhỏ hơn 0. Và cẩn thận, xem giúp lợi xem coi nghiệm của thằng này là gì à? Nghiệm của thằng này là trừ 2, đúng không ạ? Vậy thằng này có dấu nè, ngay đây có trừ 2 nè, có dấu bằng, có dấu bằng. Đó, cẩn thận nha. Ok chỗ này chưa ạ? Đó, cẩn thận chỗ này. Rồi, tới đây thì các bạn bung trị. Thì đây là số dương, ra chỉnh nó. Đây là số âm, thêm dấu trừ. Đó, bằng 7. Rồi, bung ngoặc bằng 7. Rồi, các bạn giải bình thường. Đây là trừ 1x. Đây là cộng 3 bằng 7. Vậy x sẽ bằng, các bạn giải từ từ nha các bạn. Vậy sẽ ra là trừ 4. Trừ 4 có nằm trong đây không à? Không, lỗi. Ok chưa ạ? Các bạn tính cẩn thận nha. Trường hợp 3. Trường hợp 3. Đây. Trường hợp 3 là x của mình lớn hơn 1 phần 2. Hằng này số dương. Hằng này số dương, x lớn hơn 1 phần 2 thì ta có x cộng 2 là số dương và 2x trừ 1 là số dương. Được chưa? Và các bạn xem coi số dương mới cẩn thận nha. Nghiệm nó đâu? Là trừ 2 đúng không ạ? À? Ở đây có trừ 2 không ạ? À? Không. Nghiệm nó đâu? Là 1 phần 2 đúng không ạ? À? 1 phần 2 ở đây có. Vậy dấu bằng. Vậy dấu bằng. Đó. Ok chưa ạ? À? Vậy số dương rồi, bỏ trị ra chỉnh nó, vậy là x cộng 2 cộng 2 x trừ 1 bằng 7. Rồi các bạn tính toán cộng trừ nhân chia đi ạ. 3 x cộng 1 bằng 7, chuyển vế đổi dấu nhân chia cộng trừ ra x bằng 2 và xem coi x bằng 2 có lớn hơn bằng 1 phần 2 không ạ? À? Có thì nhận. Rồi các bạn kiểm tra xem bao nhiêu chỗ nhận thì các bạn kết luận đây. 2 nhận nè, trừ 8 phần 3 nhận nè, vậy kết luận vậy, S bằng trừ 8 phần 3 và 2, thỏa mãn. Đề bài, khuyên các bạn nên xem vài ba lần nha các bạn, chứ các bạn xem một lần là các bạn sẽ không hiểu bài này đâu. Tại vì đây là gọi là dạng toán nâng cao lớp 8 nha các bạn. Rồi, chúc các bạn làm bài tốt nha các bạn. Xin chào.